Với cả series khủng long tiếp tục cùng mình, lại là khủng long đây. Thì cái này thì có vẻ giống như Jurassic World The Game một chút, nhưng mà chúng ta sẽ chắc là sẽ dễ hơn đấy. Vì nó không có nhiều loài khủng long, nó cũng sợ nhiều thế. Mình xin lỗi nha. Và habitat các kiểu là điều ổn định mệnh, nó nhiều khủng long lắm. Ui, có khủng long sống xét này. Ok, I'm play 6 lần. Yo. Thôi, ấy làm nhéo gì, xong rồi nè. Đó. Tí thì mình mất tiền, habitat. Ok, ok. Hatch, cho vào đây. Ơ, cái habitat sẽ là cái môi trường để cho khủng long ấp. Earth habitat. Allosaurus. Lại ấp tiếp. 4 giây tao bắt mình ấy. Hello. Lại phải mua môi trường rồi. Tao thích để đấy có được không? Cho ăn nào. Nếu ba thì là anh đấm mẹ đi. Đeo tiến hóa à? Cố định mày. Cố định mày. Có gì vậy? Ủa? Chúng nó đi auto battle này anh em ơi. Lạ lùng thật. Từ 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 từ. Ok, chúng ta sẽ vào đây. Habitat tiếp. Water habitat. À, hệ nước đây. Mua một con aerocan gì đấy. Cái này thì phải ấy thật rồi. Mình đợi hơi lâu. Rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? What's next? Chiu 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 chiu. Wow, level 12 lên rồi. Ngầu vậy. Thực ra level 11 đã lên mẹ rồi ấy. Lên mày. Ta đi đánh nhau được chưa? Cái lên mày. Take battle mày. Quả đánh mày. Mày con này đi. Ô, con này level 3 cơ. Sao mình nâng cấp hai con này nhỉ? Ồ quá. Mày à bưởi. Bưởi à mày. Nó chết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cấp con này. Xin lỗi mày nha. Wow. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp Kacharodontosaurus. Speed up. Hand. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải hand này. Need electric. Ok, electric habit. Để đây cho tên mát. Chưa đủ chỗ rồi. Hand vào đây. Con này sẽ con electric điện. Con electric habit. Nào. Feed. Ok, mình sẽ feed cho con này lên level 11 luôn. Build a farm. Okay. Chúng ta sẽ build farm. Cái này giống đảo rồng nhỉ anh em nhỉ. Xem bao nhiêu tiền nào. 27.000. Ok. 80.000 luôn mày. 1 tiếng 30 phút. Quay ở cứt. Play dragon. Nế. Mini game này. Quà wow, tiếp. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục trồng 50.000. Claim auto reward. Claim này. Claim. Rồi, trong khi đó thì mình sẽ cho next battle. Rồi hết luôn đi. Mày. Gym đánh khỏe mày. Spinosaurus. Đây kiểu cậy đông hiếp yếu anh em ạ. A hi hi. Chết cha rồi. Còn tiếp theo. A hi hi. A hi hi tiếp. Giống kiểu gặp bốt ấy. Đánh nó sướng. Bốt mày. Còn lợn. Còn lợn. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục đến màn 5. Wow, con này là con gì đây? Level 11 này.
Nó cũng tiến hóa rồi. Úi dồi ôi, Alasasaurus. Rồi, chúng ta sẽ đến với màn 6. Mấy con này sao bé vậy nhỉ? Giống như con chó ấy. Đi rồi. To đầu. Mày nè. Lão nè. Nhơn. Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi. Vớ vẩn. Vớ vẩn. Láo lếu. Chết cho mày. Chết đi mày. Ôi, con của mình toàn 9.000 máu và 10.000 máu này, nó đánh nấm sao? Nó đánh sao lại? Battle map. Có hơi vội quá không nhỉ? Có tăng tốc không? Ô, mấy con này chưa có dịp đánh đánh khủng long của mình, chúng nó đã chết hết rồi. Khoảng 2.500 đam phải làm gì? Wow. Ôi, mình đánh phát 10 level luôn. Ui dồi ôi, Tron. Chơi là bắt đầu hơi khó rồi đây. Bọn này cắn hơi yếu này. Một cháo, Megalosaurus đi rồi. Con Tron thì vẫn khỏe quá. Chết rồi. Mày này con. Ok, mình sẽ quay trở lại clip thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ lai tạo. Chúng ta sẽ lai tạo Soi và Mickey. Chỉnh nhau đi. Úi dồi, nhầm rồi. Ôi mẹ ơi. Cái đậu. Red Kalelulu. Rồi. Grip combo này. Mình phải cho lai tạo cái vớ vẩn gì đây. Trời ơi. Ủa sao bên này có đảo này. Ủa nhiều đảo vậy. Ủa daily bonus. Check in cái. Jigsaw. Không đủ cái này là được cái gì. Summon. Water bike, electric bike. Fire bike. Later bike. Magic bike. Air bike. Magic bike cái mày. Con mẹ gì đây như mau vương à. Ở cái con vừa có đây của mình đâu rồi. Cái đấy 200 đô cả. Đâu vậy. Mắc là level 50. Hết mẹ đồ ăn rồi. Ok, chúng ta sẽ next battle. Thôi bọn nó quẩy thôi. Sao có con sâu trong này. Vô lý. Sao có sâu trong này nhỉ. Oh shit. Liếm.
kiếm mày nè. Thắng không anh em ơi? Từ phải update cho con sâu đã. Sâu đâu rồi? Sâu đâu đâu vậy? Sâu ơi. Ờ. Thằng sâu đâu đâu vậy? À, chưa đặt nó đâu cả. Cho nên là một xấu thế. À, Ankylosaurus, xin lỗi nha. Còn gì chơi không mày? Không gì để chơi rồi. Wow, check in. Đến đây là chúng ta sẽ được dùng 5 sao. Ok, thì chắc là lần sau thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái này. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái game này thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nha. Và xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.